không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của những người khác. Mình là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của chính mình. Nếu mà người khác không thích mình ấy, thì đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình đâu thể thay đổi những suy nghĩ trong đầu họ được. Mình cứ sống tốt, làm những điều mà mình cho là tốt. Và nếu mà theo một hướng tích cực nào đó mà họ thấy mình thay đổi và họ thích con người mới của mình thì ok, coi như là mình đã chinh phục thành công một anti, đúng không nào? Điều này rất là thành tựu luôn á. Còn nếu mà mình đã tốt hơn rồi mà họ vẫn không thích mình ấy, thì dù mình làm bất cứ điều gì họ cũng không thích mình thôi à. Những kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Có những khó khăn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau. Mày không thể hiểu được nỗi buồn của tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mày. Tháng năm về sau, mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, không quan trọng nữa. Quan trọng là đấy để bạn hiểu mình là ai, mình có gì, mình muốn trở thành ai, mình muốn thế nào. Sinh ra hay xảy ra trên đời đều có lý do mục đích của nó. Và việc các bạn đến với thế giới này là gì sẽ được lựa chọn bằng cách các bạn chọn cho mình cách sống của mình. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Bởi vì chúng ta là phiên bản độc nhất của chính mình, không ai giống ai và cũng không ai là hoàn hảo. Chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua. Anh mong ngày mai có nắng dưới ấm con tim buồn đau tối. Xa quê khi mà trời đang rơi bão, ước ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ ơi, người có bao nhiêu chỉ có hai. Tôi đã tìm kiếm đây đó, một người có thể hỗ trợ tôi, truyền cảm hứng cho tôi, làm cho tôi tập trung, làm tôi hạnh phúc và yêu tôi vô điều kiện, vô điều kiện. Sau này tôi nhận ra, từ đầu đến cuối, người này chỉ mình tôi. Điểm ấy, thì đấy cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là sắp tới mình sẽ thấy cái mặt trời đấy, sắp tới mình sẽ thấy ánh sáng ấy. Bởi vì là thật sự là cái khoảnh khắc mà thấy mặt trời sáng nhất ấy là lúc bầu trời tối nhất, mặt trời chuẩn bị mọc ấy là lúc bầu trời tối nhất. Cho nên đấy là một trong những khoảnh khắc mà em nhớ khi mà anh nhắc tới Tiểu Cúc. Mình có nghe trong một talk show của anh Quốc Khánh, thầy giảng Tư Trung đã nói, đích đến cuối cùng và tối cao của sự học gói gọn trong một chữ duy nhất, chữ hơn. Không phải hơn người khác bởi vì đó là đố kỵ, hơn ở đây là hơn chính mình. Học để biết hơn, học để tốt hơn, học để lương thiện hơn, học để giải quyết nhiều vấn đề hơn, học để cuộc sống mình đỡ chán hơn khi mình nghĩ học. Hãy lau khô dòng nước mắt, cả hết đi lòng dối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng nương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. Rồi ngày mai phải lớn đôi, bao sóng gió với những giọt mồ hôi, trân trọng hơn cuộc sống này và học được nhiều điều hay. Đã
đặt bàn tay lên trán nghĩ bao điều, chợt nhận ra mình ngang rất nhiều, có lẽ ai cũng sẽ phải lớn